ôi cha. Ôi. Đâu vậy con? Ờ, ai tặng vậy? Ê, ai tặng vậy? Bà nấu. À, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp mà ai tặng? Ai tặng vậy? Ai mà khai trương mà... trong văn phòng tôi á. Sao mà về mà vắng dữ vậy nè? Ồ, vắng quá đi. Tôi nghe nè. Nè, cái tiệm spa của bà từ hồi khai trương tới ngày dẹp tiệm á. Đông khách không? Đông nhất là bao nhiêu người nói nghe coi. Cái bữa mà đông nhất. Đúng rồi, cái bữa đó đông lắm. Ừ. Hai người lận á. Trời đất ơi, hai người lận đó. Ừ. Hai người mà kêu đông nhất. Bởi vì thiệt nghĩ bởi vì spa bà dẹp tiệm mà đúng rồi. Thì mà cũng tại bà. Gì tại tôi? Tôi đã nói rồi, lúc trước một mình tôi làm á thì sao cũng được hết đúng không? Bây giờ bà vô rồi có cổ phần, cổ đông tùm lum rồi. Bà cổ phần nhiều hơn, bà nói sao tôi nghe vậy? Tự nhiên cái rần rồi khai trương bây giờ không có khách gì hết trơn luôn. Trời ơi, trong kinh doanh cái làm gì cũng phải lẹ làng, hiểu chưa? Lẹ làng mà trễ ngày nào là mất chi phí ngày đó. Nhưng bây giờ làm sao đây nè? Trời ơi, tôi mà nghe trong kinh doanh á, người ta phải dùng chiêu trò. Chiêu trò? Chiêu trò bây giờ nè, tôi nói bà nghe nha. Bà đó là chủ, bà phải hy sinh nha. Hy sinh sao bà? Có nghĩa là khi khách tới làm á, cái bà bộ làm là hang sai, cái bà té xà lõi tay bà đi. Rồi đó dưới răng rực rực luôn á. Thôi dẹp đi. Sao vậy? Trời, người ta nghệ sĩ nổi tiếng, người ta bị mũi chích, người báo chí cũng đăng đi. Còn tôi hả, tôi không lạ gì hết. Tôi có gãy hai cái tay, gãy hai chân, không ai đăng hết chứ. Bà sao? Không được thì nghĩ cách khác. Tại vì trong cái kinh doanh mình phải dùng chiêu trò, hiểu chưa? Chiêu trò gì bây giờ? Ê, xe ra. Cái gì? Trời ơi, giờ tôi biết lý do sao mà ế rồi. Trời ơi, cái mặt ám khí kìa, trời ơi, cái hình này vậy mà để đây được hả trời? Thay liền hình khác cho tôi, thay liền. Cái hình này không được. Không được, mình phải tìm. Nghĩa là những cái chỗ mà làm ăn lớn, kinh doanh lớn là ta phải có gương mặt đại diện. Hiểu chưa? À, gương mặt đại diện cái gì? Rồi, ngày mai tôi đi chụp hình. Trời ơi, bà đừng nói bà là gương mặt đại diện nha. Thì đúng rồi. Nghĩ sao vậy trời ơi, ước thì như con mắm vậy đó trời đất ơi. Nhan sắc tàn tả mà bà nói thì sao vậy? Chứ ngoài tôi ra còn ai nữa bà? Sao không còn? Trời ơi, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Bà đừng nói bà. Chứ còn ai nữa, một người phụ nữ rất sang chảnh. Thôi dẹp đi. Giờ để cái hình bà trình hình ở đây, người ta bước vô người ta thấy lạ quắc không quen, người ta đi ra liền luôn đó. Thì mới đầu người ta thấy lạ nhưng giờ riết người ta thích. Hiểu chưa? Thôi không được. Trời đất ơi. Con chào Zinu. Ồ, dì Bông cũng ở đây ạ? Ừ, chào con. Dì lại khai trương lại tiệm à? À, đúng rồi con. Con tưởng dì dẹp tiệm rồi mà. Ê, trời ơi, cái ngày khai trương nói cái gì không có hên, không có hên, phun nó mới nói lại à. Đúng rồi. Dạ. Thế dì Bông làm gì ở đây? Thì à, biết rồi. Dì làm nhân viên cho dì Nụ nè. Trời ơi, nè. Đi lên lầu. Gì? Họp liền ban quản trị cho tôi. Tại sao vậy? Bà phải thông báo cho mọi người biết ở chung cư này là tôi là có cổ phần nhiều hơn bà. Tôi là làm chức lớn hơn bà chứ. Rồi, mệt quá. Ê, dì Bông là bạn kết hợp làm chung với dì. À, dạ. Con xin lỗi, con không biết. Ồ, trời ơi, quýnh nó. Dạ. Sao có mặt con xuống sắc quá vậy? Đi vô đây. Vô đây hả, dì Bông với dì Nụ sẽ tân trai lại cho con. Khi con ra về, con sẽ tinh thần con sảng khoái. Đi lên lầu, mở máy lạnh ha, rồi lấy ra, rồi trải ra khăn, rồi thơm tho, rồi xịt phòng cho cậu Winner lên để làm, lẹ lên. Ủa sao lại là tôi? Ai, không lẽ là tôi cổ phần nhiều hơn mà. Nhưng mà tôi... Không có nói nhiều, là bị hợp liền. Nghe chưa? Lên lầu, mở máy lạnh cho tôi. Quá đáng lắm rồi đó. Bực bội. Nhớ thay đồ nhân viên nha. Chào. Sáng giờ khai trương đông không gì? Trời ơi đông quá, dì Bông dì Nụ làm mỏi ta tới đó mà hôi một kêu. Tao nói trời ơi người ta hả, khách ta sắp lấy số dài ngồi mới xong á. À là dì làm nhân viên luôn? Dì mình làm mới mà, cho nên mình vừa làm chủ vừa làm nhân viên luôn. Con nói dì nghe này. Sao? Khai trương là mình phải nghe góp ý của bà con lối xóm hay là kiểu như là khách hàng? Đúng, khách hàng là thượng đế. Đúng. Con góp ý cái gì dạ. Dì nghe hết, dì tiếp thu hết, nói đi con. Thứ nhất là ấy, con nghĩ là dì cũng không nên mời chào khách hàng có độ tuổi như con. Nó không phù hợp. Ồ, cái gì đâu, trời đất ơi nè. Vô đây massage là nặng mụn cái này kia kia nọ, chứ có làm gì bậy bạ đâu mà không hợp con. Thôi, con bỏ qua đi, nói chung là không phù hợp đâu. Mà điều thứ hai là gì? Ừ. Cái tiệm xì ba của dì ấy, có hai dì à, làm sao mà được. Bây giờ thì dì ấy là phải thuê những cái nhân viên là trẻ trung, xinh xắn thì mới mời chào được khách hàng, dì hiểu không? Ồ, nhưng mà cái gì khi trẻ trung nó không có kinh nghiệm bằng hai gì? Kinh nghiệm là một chuyện, nhưng mà thời buổi bây giờ là người ta vẫn thích cái đẹp hơn gì ạ. Thích cái đẹp hả? Dạ.
Thích cái đẹp. Rồi con nói là gì tiếp thu rồi. Dạ. Bây giờ tiếp thu rồi, bây giờ cứ lên trên đi. Dì tiếp thu là con mừng rồi. Thế thôi con đi về nha dì. Con chào dì, con dì buôn nay mà nắp nha. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì nói vậy rồi đi về hả trời? Gì vậy trời? Rồi xong rồi nè. Lên đi lên tắt liền máy lạnh. Đi lên tắt liền máy lạnh. Cái gì vậy bà? Tôi mới vừa mỏi lên chưa kịp lạnh nữa. Nó đi về rồi. Nó nói là cái lứa tuổi nó không có thích hợp với sì ba. Mà nó nói cũng đúng thôi. Lên tắt điện thôi hao điện. Lẹ lên. Ôi. Nó góp ý cũng đúng chứ chứ. Có khách ở trên lầu thế nào ảnh ra về cũng với một cái thần thái tức là tươi tỉnh. Tại vì sao? Tại vì thích quá với hai bé mà có cái ngón tay rất là điêu luyện mà. Quá đáng nè. Đúng rồi. Ê, anh chạy đâu vậy anh? Đi về. Trời đất ơi, đang làm mà sao đi về lẹ vậy? Đúng rồi đó. Cái gì vậy? Nè. Ê, nè cái gì? Ôi, tức quá mà. Bà nụ ơi, bà nụ. Đi nha. Bà nghĩ sao vậy? Trời ơi, mình mới khai trương thì mình cần khách hàng, sao bà đuổi khách vàng vậy? Đuổi là đúng rồi đó. Nếu mà ổng không chạy nhanh là ăn dép của tôi rồi nè. Mà cái chuyện gì bà giận cái vậy? Trời ơi, đi lên sàm sỡ. Sàm sỡ nhân viên của mình. Mới bước vô phòng đã dỗ mong mi rồi, nó khóc quá trời kìa. Trời ơi, tội nghiệp hai bé nó mới đi làm, trời đất ơi, thiệt tình sàm sỡ vậy đó hả? Bà nụ ơi, bà hiền quá, gặp tôi là tôi xử gia già này rồi đó. Nghĩ sao vậy trời ơi, người ta mới đi làm con gái con đứa mà dầm vậy làm sao người ta có tâm trạng người ta làm nữa trời. Đó. Trời ơi, nó khóc kìa lắm hả? Mi nó khóc quá trời, Lily đang dỗ kìa. Trời ơi, thiệt không biết cái người này mình là làm mà massage trong sáng mà sao vậy? Bà lên bà coi thử đi. Phải đặt camera mới được, tôi lên tôi dỗ hai bé mới được. Tức mình quá. Đúng rồi, tôi phải lắp cái camera để tránh cái trường hợp á khách hàng quấy rối nhân viên. Tức quá đi. Chào cô. À, cho tôi hỏi đây có phải là spa nụ hồng chấm chiếm không? À, dạ, spa nụ hồng chấm chiếm xin chào. Vậy là tôi đến đúng chỗ rồi. Dạ, tôi là chủ cái spa nụ hồng chấm chiếm. Nụ là chủ spa này hả? Dạ. Dạ, anh sao vậy? Chủ mà vậy không biết nhân viên tôi cỡ nào nữa. Anh ơi. À? Anh sao vậy? À không. Ý tôi nói là tôi đã căm một buổi chiều tôi đang đi trên đường và miệng tôi nghiêm ngao nhạc phẩm này cô bé cô mái tóc đưa gà thì tự nhiên có một mái tóc đưa gà xuất hiện đưa cho tôi hai tờ bướm này. Trên xe tôi đã nghiên cứu rất kỹ và tôi cảm thấy tôi phù hợp với nơi đây. À, bây giờ anh muốn dịch vụ gì? Nhưng mà tôi nói trước nha, xì ba của tôi không có bậy bạ nha. Không, tôi đến đây là hoàn toàn là lành mạnh. À, vậy xin mời anh ngồi. Cảm ơn. Trời, anh ơi. Anh có sao không? À, không sao. À, tôi hơi đột ngột ha. À, dạ, mời anh ngồi ghế bên đây. Cảm ơn. À, cô nụ à. À, dạ, bây giờ chẳng giấu gì cô, thật sự tôi rất là bị stress. Công việc của tôi cũng đường hoàng, cũng là một trưởng phòng mà. Sếp tổng suốt ngày cứ mắng chửi bao nhiêu cái lỗi của người khác cứ trút lên đầu tôi bị stress nặng lắm. Bây giờ tôi cần đến đây để thư giãn. Anh yên tâm đi, đến với spa của tôi là sẽ rất là thư giãn. Bây giờ tôi sẽ cho nhân viên để mà xuống để cho anh trời chọn. Trời đất ơi, tôi nói hai bé nó khóc quá trời ơi. Spa nụ hồng chấm chiếm xin chào. Nhân viên spa nụ hồng chấm chiếm đó hả? Lên họp liền. Đang có. Đây tôi giới thiệu đây là Bông. Là cổ phần của công ty để tạo nên spa nụ hồng chấm chiếm mà. Cổ phần hả? Dạ. Dạ, anh tới đây anh massage gì? Massage cá, massage chân, bắp nguyệt. Tôi biết hết rồi. Vậy đã nghiên cứu rất kỹ những cái chương trình trong đây. Spa nụ hồng chấm chiếm chúng tôi khi mà khách hàng tới đây thì ra về sẽ sảng khoái tinh thần. Tại vì sao? Tại vì dịch vụ chúng tôi quá hoàn hảo. Hơn nữa chúng tôi mới tuyển hai kỹ thuật viên tay nghề rất là cao. Dạ. Với lại ngoại hình rất là xinh đẹp, dễ thương, mẫm mỉm. Bây giờ thì mình chỉ còn là Mimi với Lily. Dạ, không thì anh mới chọn cô ai? Nào ạ? Chọn cả hai. Chọn cả hai ạ. Dạ, xin mời. Xin mời. Dạ, xin mời. Xin phép nụ mình lên làm nha. Dạ. Mình nôn nao á. Dạ.
Ê, bà tôi nói nghe nè. Sao? Hai cái cô mà Mimi với Lily á. Ừ. Có đảm bảo không? Bà yên tâm, trời ơi, tôi đã lựa là tôi phải lựa người đàng hoàng chứ. Trời ơi, tay nghề rất là cao, yên tâm. Mà tôi có linh cảm nè, sau này cái spa mình sẽ có nhiều chi nhánh khác. Tại vì đông khách quá. Nè, bà nụ, không biết là ông khách ở trên ông có hài lòng với cái tay nghề của Lily với Mimi không ha? Tôi đang lo nè. Lo gì mà lo, trời ơi, tôi mà... Ê, đau quá. Ê, bà, sao tôi nghe ông la dữ vậy? Trời ơi, yên tâm đi, nhiều khi cái ông này ông mới... Đau quá, trời ơi. Đó, cái này là ông kêu đau nè. Ê, chịu hết nổi rồi. Cái gì vậy, cái gì mà la là như ai chọc tí vậy trời? Ông cái gì nè? Cứu tôi, đau quá. Ồ, cái gì vậy? Anh ơi, khách hàng, sao mà chị mới làm sao anh la dữ vậy? Nhân viên mạnh bạo quá, nhân viên bạo lực quá. Có Lily, cái gì vậy em? Em vô em hỏi anh muốn làm mạnh hay làm nhẹ, anh nói có nhiều sức làm nhiều. Em mới nhấn ảnh cả anh la quá trời. Ôi ơi, ảnh kêu em đi lưng, em mới vừa đứng lên chưa kịp làm gì hết, ảnh hét lên. Trời ơi, sao mà yếu như vậy? Tụi hồng chấm chím mà sao bỏ lần quá, thôi tôi đi về chứ. Anh ơi, mấy em mới tài làm mà chưa có tiền tiếp kìa anh ạ. Sáng giờ mới có mình anh mở hàng á. Có tiền tiếp à? Dạ. Cho tiền tiếp đi anh. Đây nè, rồi thôi hai em chia nhau nha, hai bé chia nhau nha. Vô trong đi. Chủ quán ơi, mà nhân viên, trời ơi, khổ tôi quá, trời ơi. Trời ơi. Ê, tôi nói thiệt nè. Sao? Bà tuyển hai cái cô này ở đâu ra vậy? Thì hai người này là hồi xưa là nhân viên cũ của tôi. Làm cái gì? Đấm bơm nhắc hơi. Trời. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Quá. Kim Đi, em làm gì vậy? Sao lại phá đồ của bà Tùng? Thì có gì đâu, chỉ là hai cái loa thôi mà. Em biết hai cái loa này bà Tùng mới mua không? Em có biết là nó quý hiếm chứ lại mất tiền đúng không? Nè, mấy đứa, chuyện gì ấy? Ai quên nhớ, nói giùm em đi, hai cái loa này có mất tiền không? Anh có thấy cái gì đâu mà mắc tiền? Nè. Wow. Dạ, thêm cái bên đây nữa nè. Wow. Hai cái loa này xịn đó nha. Tuyệt đó. Chú Tùng mới mua hả? Dạ. Đắt tiền lắm á. Trời, hai cái loa này không bằng hai cái loa ở nhà mẹ mình hả anh? Chưa chắc à. Hai là ở nhà mẹ em thịnh hơn. Hai cái là dành xịn hơn. Không, hai là nhà mẹ em xịn hơn. Nhà anh. Thôi, anh bảo này. Cái chính là ấy, loa không phải là mắc tiền là xịn là tốt, mà cái chính là hay là ở giọng hát. Ý anh nói như vậy, có khác nào là anh sẽ nhục giọng hát của ba Tùng không? Ê, anh chưa nói gì nha. Mấy đứa phải động não lên, đang nói về một người khác cơ mà. Đó chính là chị gái xinh đẹp và tài năng của mấy đứa đó. Ê, anh không được nói chị em hát dở nha. Chị em giỏi lắm á, vừa học dở nè, toán nè, học văn nè, rồi còn vẻ đẹp nữa. Em biết em vừa nói gì không? Biết mấy chứ. Cái môn đó nó chả liên quan gì đến hai bộ loa này cả. Em quên, với lại chị còn biết chơi nhạc cụ nữa. Đúng rồi. Đâu ra? Anh học chung với cả Việt Thi, chưa bao giờ thấy nó thể hiện cái tài năng đó đâu. Thì đúng rồi, chị giấu cái tài năng này mà. Tài năng của chị em là tài năng ẩn giấu, anh không bao giờ thấy được. Đúng rồi. Thế cơ à? Thì anh dám thách đấu không? Thay đổi cái gì? Như nào? Thì bây giờ, người nào có nhiều tài năng hơn, người đó thắng. Chơi luôn. Chị của mấy người không bao giờ thắng lại anh trai tài năng của tôi đâu. Chưa chắc, chị của tụi anh á thắng luôn. Chắc chắn luôn. Không. Chắc chắn. Sao mình tới rồi mà họ còn chưa xuống hả anh Vinh? Để anh xem. Ba con rùa rụt cổ trên kia. Bây giờ mà ba người không xuống đây là coi như thua nha. Tôi đếm từ 1 đến 3. Bắt đầu đếm. Hai. Khoan.
xuống liền đây. Giờ mới chịu xuống à? Ồ. Lời nói đầu tiên cho Việt Thi gửi đến quý vị khán giả một lời chào trân trọng nhất. Hay quá, bài có bài. Ừ. Xin mời. Bây giờ team của Việt Thi đã đủ, bên kia có muốn bắt đầu luôn không? Anh ơi, thôi mình về anh. Cái gì đấy, em mới là con rùa rụt cổ ấy. Chưa gì thấy mà đã rén rồi. Vũ khí họ ghê quá, sao mà mình nấu lại? Cái này chỉ là lấy thịt đầy người thôi, còn chưa biết tài năng ai như thế nào đâu. Vậy bây giờ bên đây sẽ cho bên kia giao luật thi đó. Ok, đơn giản thôi mà. Bây giờ ai nhiều tài năng hơn thì người đấy thắng. Ok, vậy tôi cũng có một điều kiện. Đó chính là phải trình bày hết cả bài và không được giáp một khúc nào hết. Quá là điều bình thường. Vậy em sẽ là trọng tài. Mời em. Trận thi đấu giữa chị Việt Thi và anh Winner xin được phép bắt đầu. Anh Winner đọc rap đi. Anh Winner đọc rap đi. Để xem tài lẻ như thế nào. Anh Winner đọc rap đi. Anh Winner. Anh bảo ra đây. Diễn luôn đi. Nè, diễn luôn đi. Bà đọc luôn đi, tôi vào tôi ngồi tôi sẽ coi bà đọc luôn nhá. Ngồi yên. Hát lẹ coi. Lời nói đầu tiên cho Winner xin gửi tới các quý vị khán giả và lời các ông các bà lời kính chào chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Bài được. Và sau đây tài năng Winner xin thể hiện là một đoạn rap vô cùng là nhỏ bé do Winner tự viết lời và flow. Ok. Và sau đây bài rap xin phép được bắt đầu. Bỗng ngay sau quá buồn khi tôi vô cớ tìm tôi nên đây con lại rơi xuống sợ cho bồi bồn lên núi. Từ nay tự lo rửa bát nấu cơm quét nhà với một thân một mình. Ngày ngày từ thế trôi qua nên con tình tình khổ ghê. Bởi tôi nói làm ra rất khó, lúc buồn rất nhưng phải lo. Mong trong gò bó và cơ số là ấm no muốn bay về ngày thơ với tôi tự tự học trò. Cha còn làm bạn nhé, cùng chung nhau tới gửi nhé, nhé, nhé. Thường thôi, bây giờ xem chị của các em như thế nào. Cố lên chị Việt Thi. Cố em ủng hộ chị. Bây giờ chị sẽ cho mọi người chọn nhạc cụ đó. Tôi là đối thủ trực tiếp, tôi được chọn đúng không? Ok. Thì hôm nay bà mặc một bộ áo dài truyền thống vô cùng là đẹp. Cảm ơn Winner. Thì tôi nghĩ là bà cũng nên chọn một nhạc cụ phù hợp với bộ trang phục này. Tôi biết rồi, đàn bầu đúng không? Không, guitar. Được rồi, chị sẽ thể hiện cho mấy cưng thấy. Chị của mấy cưng không hề dở. Cố lên chị Việt Thi, cố lên chị Việt Thi. Tên muốn bỏ chị. Ê này, sao lại quay lưng vào khán giả thế? Đâu có cái quy luật nào mà bắt thí sinh không được nhìn khán giả đâu. Đúng rồi, không có cái luật nào như vậy hết á. Thì đánh đi, rồi tôi xem này. Tôi nói rồi nha, trong lúc mà tôi đánh thì tốt nhất đừng có đi vô đây à. Tôi mà thấy ánh mắt của người nào tôi bị khớp tôi không đánh được là do người đó nha. Đánh đi. Mọi người đã lắng nghe tiết mục của tôi. Bên kia có còn tài lẻ gì không? Show up đi. Bình thường thôi. Mỗi người chúng ta thì đều có một tài lẻ khác. Và tôi bây giờ sẽ tăng một level khó hơn. Nhìn đây. Thì bây giờ đây tôi sẽ trình diễn một tiết mục nhảy cho mọi người xem. Ok. Xin mời thưởng thức.
Bây giờ tới lượt chị. Chị sẽ đánh đàn bầu cho mấy đứa nghe nha. Cố lên chị Việt Thi. Bây giờ ông có còn tài lẻ gì nữa không? À, thì bình tĩnh, anh của em là phải khác. Nó lẻ. Bà chơi mấy cái này thì tôi là tôi là tôi hết rồi đấy. Vậy nếu như mà tôi biểu diễn thêm một loại nhạc cụ nữa thì tất nghĩa lúc đó là tôi sẽ thắng. Ờ, thì nếu bà còn ok. Và sau đây chị sẽ trình diễn với mấy đứa với Kina, người chị chuẩn bị thắng một màn độc tấu sáo trúc. Vâng, xin mời mọi người lắng nghe. Ok. Chị Hai ơi, chị mình giỏi quá. Chị thấy đúng tài năng. Cái gì đã thi? Ủa, cái gì á chị Thi? Hòa tấu sáo trúc hả? Cái gì á chị Thi? Tôi biết rồi ha. Hóa ra tất cả các loại nhạc được phát ra từ các nhạc cụ này là đều phát ra từ cái điện thoại này đúng không? Chị Thi, tại sao chị lại chân gian? Trời ơi, uống con từ nãy giờ em đang khàn cổ luôn á. Thế các em cũng biết kết quả của cuộc thi tài năng này đều đúng không? Dạ biết. À, phần thắng thì chắc mấy đứa cũng biết rồi. Thế ai là người thua cuộc? Có phải là người chị gái tài năng của mấy đứa không? Dạ đúng. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Con chào dì Nụ. Ờ, gì đây? À, hôm nay nhìn quán có vẻ đông gì nữa ha. Dì nhận con vô làm thêm nha. Con lấy rẻ lắm, một tiếng có 5.000 à. Có 5.000 à. Nha dì Nụ. Là sao? Dì nhận con vô làm phụ nha dì Nụ. Dạ thưa chị, em mời chị về nhà chị học bài giùm em cái. Chị chưa có đủ tuổi gì thành niên, chị muốn em ở tù hả chị? Trời ơi, dì giúp con lần này đi dì, đời con sắp hết rồi đó dì ơi, dì giúp trời, con. Trời trời trời, đã nói không là không mà nhỏ này. Dì mà không nhận con muốn nằm nó luôn nha dì coi. Dì nụ, dì cho con vô làm đi mà, dì mà không cho con vô làm, con nằm nó cũng phá dì hoài luôn á. Làm gì à? Con nằm ăn dạ hả? Trời ơi, con làm gì sợ quá à. Dì sợ dì nhận con vô làm nha. Nhưng mà dì không có quan tâm, đâu con cứ nằm nó đi, khi nào kiến cắn thì đứng lên nha. Dì nụ. Dì nụ. Dì nụ. Trà sữa đây hai đứa này nè. Rồi, mời hai đứa trà sữa nha. Ê, nhỏ kia làm gì vậy? Hả? Con dọn quán phụ dì nụ nè. Phải khách hả? Có tin gì không? Biết dì nụ là ai rồi chứ gì? Bây giờ đi chỗ khác chơi giùm dì đi. Nhanh lên. Đi. Nhỏ này. Ủa con bé đó là ai vậy bà chủ? Con nhỏ cháu. Nó tới nó xin tiền mà trời ơi. Nó tới nó phá phách vậy đó. Thôi kệ nó đi. Uống trà sữa đi, ngon lắm á. Thôi uống đi em. Anh chị,
Em khổng. Ủa em sao vậy? Em bị bà chủ quán này hành hạ. Ủa là sao? Bởi vì em đang giữ một bí mật rất lớn của dì nụ. Bí mật gì? Thật ra là trong hai ly trà sữa này có một loại hóa chất rất độc hại, có thể dẫn đến ung thư. Thật ra em cũng không muốn nói đâu, nhưng mà nhìn hai anh chị đẹp đôi quá, em không nỡ để hai anh chị chết trẻ. Anh ơi, mình đi quán khác đi. Đi. Anh này 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 này, hai đứa đi đâu vậy? Chưa tính tiền. Trà sữa bẩn vậy mà tính tiền gì bà chủ? Ở là sao em? Trà sữa ngon mà. Nè 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 nè. Trời. Con nhỏ kia. Tại mày đúng không? Mày phá đúng không? Một khi mày gì đã không chấp nhận con thì hậu quả. Có biết con đang làm hành động gì không? Đóng cửa. Đúng vậy. Ê, là sao mày? Dì có muốn đổi ý không? Hay. Ê, từ từ. Dạ. Dạ, của anh là 50 ạ. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn quý khách. Thế cũng được đó. Alo. Cái gì? Chung cư lại có chuyện đó hả? Rồi được rồi, đợi tôi một chút đi, tôi tới liền. Trời ơi, thiệt tình á, sao dạo này lộng hành dữ vậy ta? Ủa, có chuyện gì vậy nụ? Trong chung cư lại có quýnh nhau nữa nè, bây giờ phải đi giải quyết mà. À thì chị cứ đi đi. Sao đi được, giờ quán xá ai coi mà đi. Thì con coi nè. Được không? Được chứ. Nụ ơi nụ. Nụ ơi. Nụ ơi nụ. Ây cha, quán xá ai đâu mà vắng quen như cây tre vậy trời. Ê, con chào bác. Ờ, ủa nhỏ này như con là cháu của Tùng phải không? Dạ đúng rồi. Ủa con làm gì ở đây? Dạ con phụ đây nè. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa dì nụ đâu con? À, dì nụ hả? Ừ. Con nói này cho bác nghe. Ừ. Bác đừng có nói ai hết nha. Bác không nói ai nghe đâu, dì nụ đâu? Ôi con không dám tiết lộ đâu. Con tiết lộ bác nói còn nhiều chuyện nữa. Có cái gì đâu, nói cho bác nghe đi. Bác với dì nụ cũng là chỗ thân tình, hai người đang có cảm tình với nhau mà. À ừ. Vậy để con nói cho bác nghe nha. Ừ. Bác phải bí mật nha. Bí mật. Dì nụ á. Ừ. Dì cụi trốn rồi. Hả? Cái gì? Nụ giật hồi. Chú đừng có la lớn. À. Sao? Tình hình sao? Kể cho bác nghe coi. Thì ra là xã hội đen á. Ừ. Đang tới để đốt nguyên cái quán này luôn nè. Giờ tình hình là xã hội đen truy lùng hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà con sợ á, chứ xíu nữa xã hội đen tới xong đốt hết cái quán này là gì nụ rụng nụ luôn á. Mèn đét ơi, bây giờ có cách nào để giúp nụ không? Có cách nào để giúp nụ không? Con tư vấn cho bác đi. À, hình như là được trả góp á. Trả góp hả? Trả góp bằng hình thức nào? Lãi suất bao nhiêu một tháng? Mấy cái đó thì con không biết, nhưng mà hình như được trả góp 1 triệu. Tưởng nhiều lắm. Một triệu một tháng thì có bao nhiêu đâu. Đâu, 1 triệu một ngày. 1 triệu ngày? Không có nhầm nhò gì với bác hết á. Nụ ơi, sao em dại dột quá, nói tàn tiếng tài có điều kiện mà. Giờ tụi xã hội đen đang tới phải không? Dạ đúng rồi. Thôi được rồi, chuyện này là để bác lo. Bác sẽ trả cho nụ cả vốn lẫn lời lãi con lãi mẹ, bác thanh toán hết trong ngày hôm nay. Chuyện nhỏ xíu gì mà cũng không nói. Đây,
con cầm lấy, con sẽ đưa cho tụi nó. Gì có 1 triệu vậy bác? Ít ra cũng phải 2-3 triệu gì chứ. 2-3 triệu hả? Không, bác có cách nói của bác. Bác sẽ thương lượng được với tụi nó, chỗ anh em xã hội với nhau mà. Trời, vậy bác là xã hội đen hả? Không, anh em xã hội đây có nghĩa là anh em mình cùng sống trong cái xã hội chung quanh ta. Xã hội loài người. Vậy giờ bác đưa tiền cho con nhanh đi, để người ta tới, người ta đốt quán bây giờ. Chị Nụ à, có chị Nụ ở nhà không ạ? Ủa, hey, sếp Tài. Đi đâu vậy Tùng? Qua kiếm chị Nụ nè, mà Nụ đâu rồi ta? Thê thảm quá. Cái gì vậy? Thê thảm lắm Tùng ơi. Vụ gì mà thê thảm? Nụ trốn nợ rồi. Bà Nụ trốn nợ? Tụi giang hồ xã hội đen đang truy sát Nụ. Nụ đang trốn ở một nơi nào mà giờ không ai biết được hết. Trời đất ơi, bà này bà làm quản lý của chung cư mà bà trốn nợ vậy, có khi nào mà bắt gì bà trốn nợ? Bà làm cái gì mà bà trốn nợ? Nụ giật khỏi, giật người này giật người kia, giật qua tới Nụ, Nụ giật chuyền luôn. Trời đất ơi, người ta giật khỏi vậy, kệ người ta, bà đi giật dây chuyền người ta làm cái gì? Ui, không phải là Nụ giật dây chuyền mà cái này trong cái quản trị kinh doanh người ta gọi là hiệu ứng domino á. Bà quýnh domino nữa hả? Mà không phải, có nghĩa là người này giật người nọ giật người kia, giật người kia, giật người kia, có nghĩa là giật dây chuyền. À, nói chung là bây giờ bà Nụ bà trốn nợ gì bà giật hụi người ta. Đúng rồi. Tiền giang hồ bị giang hồ truy sát. Đúng rồi. Trời đất ơi, tự nhiên làm quản lý cái chung cư thôi đi, còn bị giật hụi rồi giật dây chuyền gì tùm lum tùm la hết. Nhưng mà ai là người nói cho anh biết? Thôi. Sao rồi? Ok chị Nụ kìa. Nụ. Ôi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cậu làm cái gì vậy? Anh làm cái gì? Anh bình tĩnh, anh bước qua, anh quýnh chị Nụ phải không? Phải không? Buông ra. Tôi quýnh tao tan rồi. Anh cứ bình tĩnh nghe chưa? Không quýnh chị Nụ nghe chưa? Nụ. Gì vậy? Trốn mẹ đi, tụi nó đang tới. Trốn cái gì? Thì đó, giang hồ sao đen tới đó. Tới đi, núp cái chỗ nào báo cho Tài biết, Tài sẽ tiếp diện tiền bạc lương thực tới cho anh. Ê. Hả? Đang nói cái chuyện gì vậy hả? Nói cái gì nữa? Chị đi giật hụi người ta. Đúng rồi. Chị trốn nợ. Giang hồ tới đây kiếm chị nè. Nó mà không có cái anh Tài cứu chị là chị xong rồi. Trốn mẹ lên. Trời ơi, chị làm quản lý một cái chung cư mà chị thiếu nợ tùm lum rồi. Mốt chung cư người ta cười quy cái chung cư của mình. Tụi nó đang tới con. Tôi giật hụi. Cái gì nữa? Tôi trốn nợ. Nó tới nó kiếm chị. Sao lắm? Nó đâu ra vậy ai được? Cậu Tùng nói nè. Hồi nãy sức Tài mới nói tôi nghe mà. Con này là ai nói? Tôi nói. Trời ơi, sao lại nói tôi như vậy hả? Không phải, tôi nói quá. Tôi là cái người biết tên này nhưng mà tôi đâu có phải là người cái bịa ra. Dạ, ai nói? Con bé này nói nè. Thi. Con Thi. Lại đây biểu. Con Thi đây biểu. Đi lại đây. Đứng đây này. Trời ơi, lần Thi ơi, lần Thi thì gì lại con đó. Gì có làm gì có lỗi với con không Thi? Mà sao từ sáng giờ con kiếm chuyện con phá gì từ sáng tới giờ vậy? Cậu Tôn, tôi có làm gì có lỗi với gia đình cậu đâu mà con phá con Thi xuống này. Phá tôi từ sáng tới giờ không làm ăn được cái gì hết. Nói cho chú Tùng nghe, tất cả mọi chuyện là con bày ra đúng không? Có đúng không? Tại sao vậy hả Thi? Tại sao? Tại vì con cần tiền. Con cần tiền, con dựng chuyện lên, con gạt tiền bác Tài hả? Con có biết hành động của con như vậy là phạm pháp không? Con nói con cần tiền là sao? Một ngày á, chú cho con 50.000 tiêu vặt. Cần là cần cái gì? Chú ơi, 50.000 làm sao mà đủ hả chú? Mỗi lần á mà con muốn đi uống nước với bạn á, rồi con phải mượn người này tới mượn người khác mới có tiền đủ một ly nước. Sao mà nếu như mà con trả hết tiền nước vậy, rồi tiền đâu mà con mua đồ cho con hả chú? Cho nên con có bị chuyện, con phải lấy tiền. Con nói vậy mà nghe được hả? Hả? Hễ ai khó khăn là phải bịa chuyện để đi gạt tiền người ta hả con? Hả? Con biết ở ngoài đường biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn hơn con nữa. Thậm chí là không có tiền mua sách vở để mà đi học, không có tiền đóng tiền học. Cứ ai khó khăn cũng phải phạm pháp hả? Hả Thi? Con nhìn đi. Bao nhiêu tháng trời con ở nhà chú cho con thiếu thốn cái gì? Đua đòi theo chúng bạn. Thôi được rồi, con đi về quê đi. Chú không chứa chấp con nữa. Tùng à. Tùng cái gì? Cô đi luôn đi. Không à, có chuyện. Ông đi về luôn. Ông quên, hai người không dính dáng tới gia đình tôi hết. Con đi về quê. Con Tôn. Đi về núi sập. Con Tôn. Từ từ bình tĩnh nghe tôi nói nè.
nó còn nhỏ, nó dạy dột, dạy từ từ rồi mình dạy, chỉ dạy cho nó, còn hiểu không? Đúng rồi đó Tùng. Thi, con biết lỗi của con chưa? Dạ con biết rồi, con lỗi gì nữa. Con xin lỗi bác Tài, con xin lỗi chú Tùng. Nó biết xin lỗi rồi đó. Dù sao tôi cũng cảm ơn anh nha. Có gì đâu nụ, chị nhỏ mà, thử cầm chịu trả tiền soi đen đi.